Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em. Dạ, TV256 hôm nay đã trình bày cho quý anh chị em nghe về cái cuộc vượt thoát thứ tư. Thì TV256 được phép của bác sĩ Phiêu Nguyễn đó để mà có thể trình chiếu lại cái bộ phim mà The Escape từ number 4 đến number 6, từ cuốn số 4 đến số 6. Thì bây giờ TV256 xin bắt đầu nha. Nhưng mà trước hết TV256 muốn chia sẻ với quý vị, TV256 đó đã bước vào cái cuộc đấu tranh chống cái độc tài cộng sản là từ hồi mà sau tháng 4 năm 1975 á. Thì chỉ sau một tháng thôi là TV256 cảm thấy là mình không thể nào sống chung với cái chế độ độc tài cộng sản được. Ngay vào cái thời điểm đó đó là TV256 đã bắt đầu cho một cuộc đấu tranh rồi. Và khi đó đó thì TV256 được quen với một người bạn gái. Và TV256 đã từng nói với cô ta rằng chúng ta quen nhau thì cứ quen nha. Nếu mà em chấp nhận như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục quen. Còn chúng ta mà làm đám cưới á, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra. Vì chúng ta không thể sống trong một cái chế độ mà cái nền giáo dục nó tuyên truyền và nhồi sọ như vậy đối với con cháu của chúng ta. Thành ra vì cái lẽ mà nếu mà chúng ta lấy nhau á, thì chúng ta chắc chắn sẽ có con. Và có con đó là bị chịu một cái nền giáo dục mà độc tài độc đoán mà nhồi sọ như vậy thì TV256 không bao giờ muốn. Thành ra đó chúng ta có thể quen với nhau thôi. Nếu mà em chấp nhận em quen với anh đó thì em tiếp tục. Còn em mà không chấp nhận đó thì chúng ta chia tay. Đơn giản vậy thôi. Thì lúc đó thì TV nhìn thấy hai giọt nước mắt rớt xuống. TV cũng đau lòng lắm. Nhưng mà cái tình trạng mà sống trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa như thế này đó, con người hoàn toàn mất cái tự do. Thành ra TV256 phải tìm bằng mọi cách để mà đấu tranh để nó chấm dứt cái chế độ mà xã hội chủ nghĩa độc ác như thế này ở trên đất nước của chúng ta. Là cái tư tưởng đấu tranh của TV256 đã có từ cái thời điểm đó, nhất là sau cái thời mà 30 tháng 4, mà một tháng sau đó đó. Trước đó thì TV ủng hộ cái cuộc chiến thắng của cộng sản miền Bắc. Tại vì mình chỉ là một người dân, đơn giản là mình thấy không còn chiến tranh nữa, không còn tiếng súng nữa, thì mình thấy đó là cái điều mà hòa bình nó đến với quê hương mình. Thì mình không có gì mà mình phải phàn nàn hết. Hết chiến tranh rồi thì xương máu không còn đổ nữa. Đó là cái ý nghĩ thơ ngây của mình. Cái thơ ngây là mình ý nghĩ rất là thơ ngây là mình không có biết được cộng sản là cái gì hết á. Mình hoàn toàn mình không biết về cộng sản. Cái thơ ngây của mình là vậy đó. Mình không, hoàn toàn không biết chút xíu gì về cộng sản. Mình đâu có ngờ rằng là sau hòa bình rồi đó mà nửa nước này lại muốn tiêu diệt nửa nước kia.
để mà lập chiến công. Cái câu này thì TV thấy rất đúng, như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã nói qua cái bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, đó là tôi cố bám lấy đất nước tôi. Và trong đó có một câu là một nửa này đã giết một nửa kia, tìm cách diệt diệt một nửa kia để lập chiến công. Và sự việc đó đã xảy ra cho đến tận ngày hôm nay. Quý vị về Việt Nam đó, quý vị thấy phi trường Tân Sơn Nhất, quý vị kiếm ra được một người miền Nam không để làm việc trong cái phi trường Tân Sơn Nhất không? Gần như là không có. TV phải nói gần như là không có. Có thể là có một vài anh nào đó làm khuân giáp hoặc là gì, chứ không có giữ một chức vụ quan trọng gì ở trong mà phi trường Tân Sơn Nhất. Nó kỳ thị toàn dân miền Nam, nó coi miền Nam là kẻ thù của nó. Tất cả người miền Nam đều là tội nhân của nhà cầm quyền miền Bắc. Tất cả những Việt Nam Cộng Hòa đều là tội nhân. Người đạp xích lô cũng là tội nhân. Tội nhân chở Mỹ chở Ngụy đi. Chính vì cái mà độc ác của người cộng sản, nó đã làm 2 triệu người, trên 2 triệu người phải bỏ nước ra đi, phải vượt biên vượt biển ra đi rời khỏi đất nước. Và nó còn tiếp tục kéo dài cho đến người ta ra đi tới 5 triệu người. Hiện tại trên thế giới có 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. Người ta ra đi bằng mọi lý do các bạn ạ. Lý do xuất khẩu lao động, xuất khẩu con người, lý do tàn độc như vậy. Lý do làm dâu mà không không có cái sự mà yêu thương với người hải ngoại như vậy, với người ngoại quốc như vậy, nó đủ những lý do cay đắng cho cả một toàn dân tộc. Và nó xảy ra cho đến ngày hôm nay, nó lên đến 5 triệu người. Thì bây giờ TV thường thường ở TV nói chuyện với các bạn đó là nó tùy hứng, thành ra TV không có một cửa sự mà sắp đặt như thế nào hết, cảm xúc như thế nào thì TV256 nói thế đó. Và hiện tại đó, quý anh chị em đó có thể nghe cái chương trình mà trực tiếp ở trên YouTube. Nói thật với quý anh chị em là cái channel TV256 nó đã bị ghim, nó đã bị cũng như nó bị vào cái sổ bì đen của YouTube. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn cái YouTube của TV256, và YouTube TV256 đã gửi những cái lá thư đến cho TV256 rằng là những chương trình này sẽ không được phát sóng ở Việt Nam. TV256 đã từng nhận vài lần như thế, ít ra cũng 3 4 5 lần. Nó giống như cái chương trình của anh Trương Quốc Huy hoặc là chương trình của Trần Nhật Phong. Khi mà TV256 nghe được anh cũng bị nhà cầm quyền Việt Nam mà đối xử như thế, hai anh cũng kể lại cho qua cái những cái chương trình của hai anh, cũng bị có những chương trình bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm đoán, không có được cho chiếu ở Việt Nam nhưng mà vẫn được cho chiếu ở cộng đồng hải ngoại ở các quốc gia khác. Thì đó,
channel của TV256 đã bị vào sổ bị đen như vậy, TV nghỉ như vậy, nó có một cái sự độc đoán, như sự cấm đoán. Và vì lý do đó đó, cái channel của TV256 là từ 90.000 subscriber là những người đăng ký đó, thì hiện tại nó giảm xuống còn 86.700. Mà quý anh chị em biết TV256 đã mở cái YouTube từ năm 2007 rồi. 2007 cho tới bây giờ, càng ngày cái subscribe nó càng xuống. Nó không giống như bình thường như các channel khác. Mỗi ngày đều thấy cái subscriber của TV256 nó giảm sút xuống. Mà nó có thể mình thấy đó, một cái chương trình mà trực tiếp của mình đó, giống như quý anh chị em đã đang xem cái chương trình trực tiếp như thế này, TV256 chỉ thấy maximum đó là cỡ khoảng 6 người xem thôi. Hai lần trước TV256 cũng làm chương trình trực tiếp như thế này, chỉ có 6 người xem là tối đa. Tại sao vô lý gì? Một cái subscriber mà có lên tới 86.700 người mà lại tại sao chỉ có 6 người xem là tối đa? Đó. Nó có cái sự mình nghĩ nó có cái sự mà cũng như rằng là nó ghim mình. Nó không cho mọi người xem. Và hôm nay đó mình thực hiện gọi là cái tổng kết lại ba cái episode, là ba cái tập từ của Dr. Phil Nguyễn. Dr. Phil Nguyễn cho mình có cái quyền để mà đưa lên cái channel của mình trong cái thời điểm này thôi nhá. Thì TV256 sẽ cho quý anh chị em nghe từ tập 4 đến tập 6. Và bây giờ bắt đầu cái bộ phim nha. Thì lần trước thì TV256 đã cho quý chị em nghe từ tập 1 đến tập 3 rồi. Thì bây giờ bắt đầu từ bộ phim là tập 1 đến tập 4 đến tập 6. Mời quý chị em xem. Rồi trong lúc xem thì có lẽ là TV có thể là nhiều cái thì có thể TV dừng lại để mà cắt nghĩa cho quý anh chị em nghe. When you live in Saigon, you did not see a lot of stuff going on. Growing up in Vietnam, you don't. Cái hình ảnh mà quý anh chị em thấy là hình ảnh của anh ba của TV là 256. Chúng ta thấy cái hình ảnh của Việt Nam, cái cô gái chèo thuyền, rồi những người trẻ Việt Nam nhảy xuống sông tắm, gợi cho TV256 nhiều cái kỷ niệm khi mà về quê để mà lập nghiệp, mà ở vùng mà Tất Vân đó. Tất Vân, cây dừa nghe. Cây dừa Tất Vân rồi khúc tréo rồi đó. Quý anh chị em nào ở miền Tây thì có lẽ là biết nhiều về Tất Vân. Nhưng Tất Vân là một cái thị trấn nhỏ ở phía cuối đầu phía cuối Cà Mau đó. Rồi TV cho em biết cho em nghe tiếp. Sitting in front of the computer, you just running around, just feel free. And just stay dirty all the time. Tự do. Cho tôi tự do hoặc cho tôi chết. Thì cái câu này của Patrick Henry, của một người gọi là chính trị gia ở Hoa Kỳ, đúng không? Tự do hay là chết thì nó cũng có cái ý nghĩa như vậy. Khi mà nước Mỹ đó bị người Anh để mà cai trị đó, thì họ đặt lên những cái luật lệ, những cái thuế má lên cái người dân Mỹ. Và một chính trị gia của Mỹ đã nói lên cái điều này: hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết. Thì đây cũng là cái ý nghĩa của cái phim Cuộc Vượt Thoát, The Escape.
Mời quý nhìn tiếp tục nhé. My brother left Vietnam to study in the United States in 1972. Well, the first time it kind of scared me when I first got on the plane. The very first time out, it was scary. I didn't have to travel out of the house. I didn't thought far. And suddenly you're on the plane to fly to America. It was a scary moment. But anyway, it was a long flight from Saigon to Los Angeles. And then met two gentlemen with their wives come to the airport to pick me up. And I was surprised that, how do you know? He said, yes, your dad wrote me the letter and asked me to come by and pick you up and, you know, stay at our place before the next flight to Kansas. And who was that? I don't remember the name. I felt so bad. I was so nervous. I mean, get out of airplane. And they just had a sign with your name? Or? Yeah. I don't remember the sign of the name, or just come by and ask me, okay, are you drunk? I don't think they have a sign. Just, are you drunk? And just, oh, how do you know me? So my dad wrote me a letter and asked me to come by to pick you up. But you have a delayed flight before you go to Kansas. And then I said, no, I'm sorry, I'm fine, but I had no idea who the person was. And then, a few minutes later, another couple stopped by. Are you drunk? I said, your dad drove me on. I felt so bad. And my brother Truman's flabbergasted. How did that... Quý anh chị em thấy một cái điều lạ đó là khi người anh của TV 256 đó, khi mà đến phi trường là Los Angeles đó, thì có hai cái cặp mà chúng phải một cặp, hai cái cặp đều hỏi là are you drunk? À, nó lạ lùng lắm, mà đến bây giờ đó TV 256 cũng không hiểu tại sao có những hai cái cặp đó đã đến gặp gỡ mà người anh ba của TV 256. Đến giờ phút này TV256 cũng chưa biết đó họ là ai nữa. Nó cứ mời biến chìm nghe tiếp để Philip nói. I know these people to even write a letter to them in Los Angeles to make sure that he was okay. And it was not just one person, but it was actually two people that my dad sent. So questions all over again of who was my dad and how did he have contacts. Ở chỗ này á, thì có thể là TV hay đâu không có TV 256 không có đồng ý với Phil. Tại vì đó khi mà ba TV 256 đó mà phải dặn dò anh ba của TV 256 là khi đến phi trường thì sẽ gặp hai cái couple đó. Tại vì từ nếu mà ba TV 256 đã gửi thư cho hai người đó thì trước khi đó là ba TV 256 phải dặn dò người con trước chứ. Tại sao mà để mà bất thình lình mà gặp hai cái couple như vậy, hai đôi vợ chồng như vậy. Thành ra cái chuyện rất là vô lý, là ba TV 256 là chắc chắn là không có gửi thư cho ai hết. Không đâu mà gửi thư gì, mà bất tử gì mà gửi thư làm sao mà đến nhanh trước được phi cơ được. Không có lá thư nào mà đi nhanh hơn phi cơ. Nghĩ cũng lạ. Đến giờ phút này mình cũng không lạ là tại sao có hai cái couple là hai cặp vợ chồng đó. Hai cặp vợ chồng đến gặp người anh của TV 256. Call on to say, hey, would you go and check on my son at the airport when he first lands in the United States to make sure he's okay? In fact, I didn't know what to do with him. First time in a strange country, and two other people, two couples stopped by and tried to, you know, make me feel comfortable, but I didn't know what to say. At that time, you were still a kid, you know, 18, 19 years old, never been out of the family, been out of the house, and suddenly come with a strange place. My father was calling him to say, hey, you need to talk to U.S. Immigration, see if you can sponsor us out of this country. I don't think things are going well. There's a piece of paper that shows him listing everybody that he wanted my brother to sponsor out to go to the United States. But I guess during that time, everything was crazy. Everybody was trying to leave because everybody was seeing the end was coming, and the U.S.
was evacuating military personnel, government officials that had ties to the United States first, because those would be the first people that would be placed in re-education camps and concentration camps or be killed just right out for having been part of the old government. No, at that time everything was normal. When you live in Saigon, you did not see a lot of stuff going on. But Saigon got insulated from the war. You heard the bombing, you heard the people got killed. In our neighborhood, they got the several people got killed in the army, you know, in the ambush or whatever. And the funeral. I mean, that's all you know about the war. The only thing that we experienced about the war is the was the 3rd of 1968. It happened. I mean, the battles going on around Saigon. I mean, it's a suburb of Saigon. A lot of people got killed, getting a body laid out in the streets. I guess we just didn't even know. We don't know if at any moment the war could have ended badly, and then. Yeah. Vừa qua đó quý anh chị em thấy cái tấm hình mà tướng Loan đó mà chĩa cái súng vào đầu của anh Bảy Lớp và bắn, thì đó là cái bất cứ cái cuộc chiến tranh nào mình thấy nó có những cái sự tàn ác của nó. Thì trước mặt quý vị á, thì quý vị thấy cái hình ảnh mà ông tướng Loan mà bắn anh Bảy Lớp, nhưng mà quý vị không thấy cái hình ảnh trước đó là chính anh Bảy Lớp đã giết gia đình của người bạn của tướng Loan. TV cũng chia sẻ cái điểm đó, và cái người ký giả đã chụp cái hình anh Bảy Lớp đã xin lỗi tướng Loan về cái điều đó, đã làm cho tướng Loan cũng như là thân bại danh liệt khi đến Mỹ cũng bị những câu hỏi về cái điều đó, về cái tội ác mà ông đã bắn anh Bảy Lớp. Nhưng mà đằng sau cái tội ác đấy còn một cái tội ác kinh hoàng nữa, là anh Bảy Lớp đã giết chết hết cả gia đình của người bạn của tướng Loan, mà người ta không bao giờ người ta biết nói đến. Những người cộng sản không bao giờ nói đến cái sự thật đằng sau đó. Và TV em mời quý anh chị lắng nghe Phil nói. We will never see my brother again. And that was a huge risk, because it actually did happen 3 years later, in 1975, on April 30th, 1975, where we realized that as the communists took over that. Nhìn cái hình ảnh mà lá cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam, TV thấy đây là một cái cuộc mà rất là hèn hạ của những cái tên mà cộng sản Bắc Việt đó. Nói cái cờ nó cũng tượng trưng cho cái trên, là phần trên là màu đỏ, là nửa miền Bắc đó được bị gọi là cộng sản gọi là xâm lược, chỉ có miền Nam là chưa được cộng sản xâm lược, thành ra nó mang cái lá cờ ý nghĩa đó. Nhưng mà nó rất là hèn hạ. Nó là chính là những tên cộng sản Bắc Việt thôi. Nó gia nhập cái đoàn quân, nó xâm nhập Việt Nam bằng cái đường mòn Hồ Chí Minh. Nó trở thành những tên giải phóng quân. Tại sao nó không đủ can đảm nó lấy cái cờ mà đỏ sao vàng, cờ phục kiến của giặc Tàu đó. Nó lấy cái cờ đỏ sao vàng, cờ phục kiến của giặc Tàu đi. Tại sao mà vẫn nó tiếp tục nó dùng cái cờ mà Mặt trận Giải phóng miền Nam như vậy? We would never have contact with my brother again. I started school there in 72, and at that time the country was normal. We just communication with my dad. Everything was normal back and forth until March of 75. At that time the war really hit home. I mean, at that time, every day, like between 4:30 and 6:30, I had to drop everything, get to the student union, and sit in front of the TV and watch the 5 or 6 o'clock news, Walter Cronkite.
every night to see what's going on. Where were you at and what were you doing on April 30th, 1975? Yeah, it's the Western Kentucky University. Still, you there. Remember that day? Watching, I remember just watching the people just fleeing the war, getting to the American embassy and trying to get on the helicopter on top of the embassy to fly out of the country, the last group of people. And they kept looking for, said, okay, see my mom and dad there, I see the family there. So what's gone through your mind? Đây là những giây phút ngàn ngào. Tại vì gia đình tan nát, người con không có thể liên lạc được với người cha, với gia đình của mình sau cái cuộc chiến năm 1975. Tại vì cái chế độ cộng sản nó quá độc ác, nó làm cho con người ta không thể liên lạc với nhau được, vì cái hệ lụy của chiến tranh. Vì cái hệ lụy của chiến tranh mà nó rất là vô lý. Tại sao mình không được liên lạc với gia đình mình? Tại vì nếu mà anh ba TV 256 mà liên lạc với gia đình là tụi nó sẽ biết rằng là anh ba đang sống ở Mỹ, là giống như là anh ba đã theo Mỹ, và đối với Mỹ nó là tội ác. Những người cộng sản nó nghĩ như vậy, và thế là cả hai gia đình, cả anh ba với gia đình mình không có bao giờ liên lạc được trong suốt nhiều năm trời như thế. Đến lúc mà vượt biên mới có thể là gặp nhau, mới liên lạc được nhau. Tội ác của cộng sản nó kinh hoàng như vậy. Tại vì cả gia đình mà ba TV mà liên lạc với anh ba mà qua cái thư tín á, mà thư tín là cộng sản người ta nắm giữ hết trơn rồi, là người ta biết mình có người con ở hải ngoại là coi như là khó sống rồi. Nó độc ác như vậy đó. But that time it was really hard. Every night just watch TV and try to search for somebody that you love. Did you think that was the last time you was right? You knew your dad again? That was the last time, I mean, no communication with the family. Because I knew that if they found out that, you know, the family has somebody overseas, and especially in America, they would be in trouble. So that's why I did not write the letter to them. And they did not write me any letter either. So I just kept watching TV, and hopefully someday I would hear from my family, but never did. I remember feeling so bad that we had spent. Đây là người bạn của ba TV 26 là Dr. Bob Jackson đó. Ông đây ta là người mà bác sĩ mà giải phẫu đó. Đó thì để nghe bác sĩ kể lại cho quý anh chị em nghe ha. Spent all that time trying to help the South Vietnamese become a democratic nation, and it hasn't worked. Since 1975 up to 78, 3 years, we had no communication. So my dad didn't know where I was, because, you know, when college, you constantly moved from one apartment to another. And luckily, for some reason, he got a hold of Dr. Jackson, because he got the address there. Otherwise, he had no idea where to find me. Because you had moved several times. And yeah, in the college, you move all the time, you never stay in one spot. You find this apartment on the cheaper every semester you move. And you find roommates, you stay together. I mean, that's how you save the money. You never have a permanent place to stay. You know, we live off campus, so keep moving. And Jackson, the only central place that everybody communicated to. Trung and I talked a lot about him, because that summer he spent with us. He came to see us. And he really thought he would never see his family again. Đó là cái gia đình mà TV56 đã vượt biển thành công ở trại Songkhla, Thái Lan nha. Thì
ở trại sông La Thái Lan đó, nó người người dân chúng cũng thành lập một cái hang đá như thế này, rất là đẹp. Và cái cậu mà bác sĩ Phi Nguyễn là cái cậu mà TV thấy mà thấp nhất đây nè. Cậu ta thấp nhất là lúc đó còn nhỏ, còn khoảng 5-6 tuổi nha, rất là đẹp trai ha. Mọi người đều có những cái nụ cười rạng rỡ khi mà vượt biển thành công. Quý anh chị em thấy một cái hình này đó, anh thấy quý anh chị em thấy cái nỗi mà sung sướng, nỗi mà hạnh phúc của tất cả những người này ha. Mỗi người chỉ có một bộ áo, một bộ hoặc là hai bộ thôi, tài sản chỉ còn lại nhiêu đó và không còn một đồng nào dính túi hết. Bà xã TV 56 đây chỉ có một bộ thôi chứ không phải được được tới hai bộ quần áo. Nó đau khổ như vậy đó. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên mà mình sống ở trại Thái Lan đó, quý anh chị em không biết nó kinh hoàng như thế nào, mà trong lúc đó mình ngủ khò khò luôn. Mình ngủ mà đến nỗi mà khi mình thức dậy rồi đó, mình mới giật mình. Tại vì trong cái cuộc hành trình mà 5-6 ngày mà mệt mỏi trên biển á, khi mình ngủ mình thức dậy đó, mình thấy cái mùng của mình á, cái mùng ở Thái Lan thì nó có ngủ trong mùng đó để tránh muỗi đó, mà mình nhìn thấy cái mùng của mình đó, nó không biết bao nhiêu con muỗi mà mập máu luôn á. Nó tất cả là theo TV nhớ lại á, thì mình đập giết chết tất cả là 156 con muỗi, mà hai cái bàn tay của mình đó đầy máu, hai cái bàn tay đầy máu hết đó. Sau khi mà mình hai vợ chồng thức dậy đó, mà nói thật đó, mình chẳng thấy ngứa ngáy cái gì đó. Nhưng mà mình thấy mình đã ốm rồi mà nó còn hút máu mình cỡ này nữa, thì ngay cái tôi tự ra mình tỏ ra cái sự giận dữ, thành ra mình giết chết hết, mình đập cho chết hết 100 mấy chục con muỗi như vậy đó, thưa quý anh chị em. Cái ngày đầu tiên kinh hoàng ở ở Sơn La, nói cho ngay đó, thì khi mình dắt mùng á thì ở dưới nó có cái chiếu đi, nhưng mà rốt cuộc làm sao nó cái chiếu nó rút ra làm sao đó mà muỗi nó ở dưới mà nó tấn công lên đó, rồi mình ngủ say như chết đó, mình đâu có biết. And you couldn't correspond with them because that was dangerous. And he didn't know what was going on with them. They didn't know where he was because he had graduated from Western Kentucky and had moved on to Southern Illinois to go to graduate school. Imagine my dad sending his firstborn son across to the other side of the world. No Facebook, no telephone, only letters back and forth. My brother Trung actually has a couple letters from my mom and dad, recipes, Vietnamese recipes that my mom would write him, letters from my dad to tell him to behave, I guess. But those were his only contacts with my family in Vietnam. How I wish I can be a fly in that student union with him sitting there watching the TV, watching Walter Cronkite on the last day before Saigon fell. What are you gonna do? How would you feel if you had no way to contact your family ever again? You can't write them a letter. You can't call them on the phone. And I can only imagine what my dad thought. Am I ever going to see my son again? Am I going to get out of it now? How am I going to get my kids out of this war-torn country? I mean, he had to have such strong faith to make it through
to hope one day that he's going to see his son, Truman, again. Đâu có cái chế độ nào mà quá độc ác như thế, phải không quý anh chị? Sau khi hòa bình, sau khi ngưng tiếng súng rồi mà làm cả gia đình ly tán như vậy, không thể ai mà có chịu đựng được khi mà mình mất một đứa con của mình, mình mất cả gia đình của mình, không liên lạc được vì cái chế độ cộng sản quá ác độc. Những lời TV nói hôm nay đó, những người lớn thì người ta hiểu được, những cái thế hệ nối tiếp sau này, những cái thế hệ mà sinh sau năm 1975 làm sao họ biết được. Thành ra TV256 nghĩ cái The Escape, cái cuộc vượt thoát này sẽ ra đời để nói lên những cái đau thương, những cái mất mát của dân tộc mình, những cái sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản ở trên quê hương của mình. Nó không chỉ là một gia đình của TV256, nó là của hàng triệu gia đình sống trong cái cảnh ngục tù, sống cái trong cái sự mà cai trị tàn độc của những người cộng sản ở miền Bắc. TV256, mình không hiểu nó như thế nào, nhưng mà TV256 rất là thông cảm cho những người miền Bắc đã chịu cái sự cai trị từ năm 1945 kìa. Họ còn đau khổ nữa, họ còn đau khổ không có thua gì người dân miền Nam đâu. Nó từ cái ngày mà bắt đầu rồi là cắm cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu, ngày 2 tháng 9 gọi là, mà Hồ Chí Minh gọi là độc lập, nó là một ngày tan nát của cả một dân tộc Việt Nam. Cắm là cái lá cờ Tàu của tỉnh Phúc Kiến từ cái ngày đó, đó thưa quý anh chị em. TV cho quý anh chị em nghe cái cuộc hành trình thứ năm nha. Quý vị em muốn mà theo dõi để nhận những cái cuộc mà hành trình như thế này đó, cái cuộc vượt thoát như thế này đó, thì hãy nhớ đến cái channel của Phil Hồng Nguyễn nha. Đây nè, Phil Hồng Nguyễn, quý anh chị em thấy đó, để mà có thể nghe trực tiếp từ Phil Hồng Nguyễn, nghe những cái video mà kế tiếp. Vào đăng ký và bấm vào cái chuông đó để quý anh chị em có thể nghe cái clip của Dr. Phil Hồng Nguyễn. Dạ, mời quý anh chị em nghe nha. Nhớ là phải để lại comment cho thật nhiều nha. Hiện tại thì TV thấy cũng rất là khá nhiều cái comment ở trong cái cuốn số 1 đó. Và mấy cuốn khác cũng thấy cũng rất có nhiều, cũng khá có comment đó. Mà mong quý vị comment nhiều hơn, và Dr. Phil Nguyễn này sẽ trả lời cho quý anh chị em bất cứ những câu hỏi nào. My background everything was normal. When you were in Sangwon, you did not see a lot of stuff going on. Well, in Vietnam, you don't sit in front of the computer, you just running around, just feel free. And just stay dirty all the time. Many Vietnamese around the world call April 30th, 1975, the day we lost the nation, or Ngày Mất Nước. But in Vietnam, it's celebrated as the day of liberation. Ngày Giải Phóng. So there's two different ways of looking at the same day. And liberation as in liberating South Vietnam from the imperialists. Ok,
cái đau đớn của cái cuộc chiến tranh, khi mà những kẻ chiến thắng họ áp đặt những cái từ ngữ lên trên cái đất nước của mình, làm sao gọi là giải phóng được? Giải phóng khỏi chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa của America, giải phóng khỏi nước Mỹ, cái tầm xàm bá láp. Mỹ đã rút quân khỏi cái sau cái hiệp định Paris năm 1973 rồi. Mỹ đã rút quân khỏi toàn bộ Việt Nam rồi, anh còn giải phóng cái gì nữa? Đúng không? Anh cũng không phải là giải phóng đế quốc, mà anh cũng không phải là giải phóng người Việt Nam bị áp bức, bị nghèo đói. Trong lúc đó Việt Nam rất là phồn thịnh, rất là giàu có, giàu có hơn miền Bắc cả trăm cả ngàn lần. Với cái chế độ mà tem phiếu đó, mua từng ký đường, mua từng cái trứng, cái chế độ tem phiếu đó, nó mua từng cái vỏ xe đạp, nó mua từng những cái thứ mà vô giá trị ở miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam có thừa mứa tất cả những điều đó. Miền Nam còn có xe hơi đời đó. Tất cả những vật dụng cần thiết trong gia đình là miền Nam đã tự sản xuất được rồi. Người Việt Nam Cộng Hòa có 10.000 công ty như vậy. 10.000 cái công ty mà công ty rồi có ngân hàng, có đủ thứ hết rồi. Nhiều công ty là sản xuất đủ thứ mọi vật dụng, sản xuất pin, sản xuất xà bông, sản xuất bất cứ thứ gì mà đời sống trong bình thường đều có hết. Nó là một cái thế giới tự do, nó là một hòn ngọc Viễn Đông. Con người ta đủ sống, con người ta cũng có là tivi, có tủ lạnh, có máy giặt, có điện thoại. Miền Bắc có cái gì mà nói là giải phóng? Khi mà anh giải phóng, anh dùng cái nghĩa giải phóng là miền Nam phải là sống là nghèo đói, bị bóc lột, thì anh mới gọi là giải phóng được. Cái chữ giải phóng của anh phải bị thay thế bằng cái chữ ăn cướp. Ăn cướp tài sản của nhân dân miền Nam, ăn cướp đất đai của nhân dân miền Nam. Chính người cán bộ gọi là Nguyễn Hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng lên tiếng: nhà của chúng thì ta cướp, nhà đất của chúng thì ta cướp, vợ của chúng thì ta chê, con của chúng thì ta say bảo, sai bảo. Họ độc ác như vậy đối với cả nước, cả nước Việt Nam Cộng Hòa, họ độc ác như vậy. Thử nghĩ làm sao mà có 2 triệu người, trên 2 triệu người phải vượt biên vượt biển. Là cái lý do họ quá độc ác. Họ đẻ ra những cái chương trình gọi là học tập cải tạo, nhưng mà thực chất nó là tù. Tù cải tạo mà tù không bản án. Cái đó mới đau đớn cho cả toàn thể gia đình của người ta đang ở lại. Người ta không biết đối xử như thế nào, người ta không biết là phải giải quyết như thế nào, trong khi không có cái bản án, không có cái ngày về. Một cái nhà tù rất là độc ác. Mình không thể nào mà mình tưởng tượng cái sự độc ác của những người cộng sản đối như với những người anh em ruột thịt máu mủ của họ sau chiến tranh. Nó không giống như ở bên Mỹ, họ cũng có cuộc nội chiến mà họ không có độc ác như vậy, quá độc ác như vậy. Những người lính thua trận đó, người ta còn có cho thực phẩm, cho ngựa, cho tiền bạc để về với gia đình, để sinh hoạt với gia đình. Chứ không phải không có một người nào mà bị bắt tù tàn nhẫn như ở cái nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ coi anh em của họ, máu mủ của họ là kẻ thù của họ. Không có một người nào thoát hết. Cả một nửa nước không một người nào thoát, ngoại trừ là những người mà theo cộng sản của chúng nó thôi.
còn tất cả là kẻ thù. Thành ra người mới có cuộc mà đại vượt biên vượt biển như vậy. America from the French, etc., etc. Whereas the people that lived in the South that wanted a democratic country, they labeled it as the day we lost our nation. At that time, I knew, because you know how much I hate the BC. Mm-hmm. Uh-huh. So during that time, I can say America is out for it. They try, you know, to get people out of the country, whoever working for them, or you know, in high rank in the government or something like that. So after Bamboi Thankpeli, what was it like the next day? Do you remember? Yeah, I remember. They want us to go back to work. At that time, I work at a bank. Okay. They want us to go back to work normally, okay? Payment, I don't know, okay? They just give us, later on, they just give us rice. Okay. You know how many you have, you know, certain rice for you in the morning or something like that. No money, nothing. Oh, I heard that the people commit suicide. Right after that. Uh-huh. A lot of people commit suicide. And 8 o'clock, you have to be there like the 4 o'clock. Why? Because you have to have a rally. Uh-huh. Ủng hộ Hồ Chí Minh. Uh-huh. Ủng hộ Trần Văn Cỏi. Ủng hộ Trần Văn Cà. Okay. Support Ho Chi Minh, support the new leader, support the new government. So for 4 hours every morning, you have to do that. You know, that happened. Okay. And ủng hộ Nguyễn Văn Trỗi, ủng hộ Trần Văn Cà. Were they generals? Yeah, whatever. Okay. I don't know. Okay. And mình say những cái người mà những cái người mà vợ của mình chỗ trà muôn năm, như biết chỗ trà là gì không? Chỗ trà là cái chỗ mấy nhà đó, nhưng mà tại vì nó có tờ Nguyễn Văn Trỗi trong Nhân Trà, cái người Việt mình dịch ra chỗ trà muôn năm. Nghĩa ở trên này có nhiều người người ta không hiểu đó, giống như Phil đâu có hiểu đâu, thì người ta ví cái tụi mà Việt Cộng á, giống như là Nguyễn Văn Trỗi với Trần Văn Trà đó. Trần Văn Trà là đại tướng Trần Văn Trà mà chiếm miền Nam á, thì người ta coi những cái thằng này giống như cái cây chổi trà đó. Chổi trà là cái thứ mà dơ giấy ở đất nước mình, tại vì nó quét rác quét đường đó, thành ra người ta ví như Trần Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi với Trần Văn Trà là cái chổi trà thôi, giống như cái cây chổi trà thôi. Thì cái điều đó mà TVN6 cũng đã từng viết lên, nói về cái câu chuyện này mà khi nghe chị hai của TV56 kể lại đó. Thì TV nghe, chị em nghe tiếp nha. So there's a story of my sister, Mikan, my oldest sister. She had a friend at the bank that was Muslim. And the friend told her, hey, I've got a way to get out of Saigon. They're putting Muslims on a boat so that we can go to Indonesia if you pay 2 kilos of gold. So my family, my dad, pays 2 kilos of gold waiting for them to come and get my sister and pick up my sister. She's all dressed up in Indonesian Muslim garb. She learns a few verses of the Quran in Arabic, and my dad tells her, get to safety, if possible, find even an American that you can marry so that you can help us get out of it. But in the end, those people never came. Those people did show up. So thank God my sister was able to stay, because as a woman all by herself, who knew what would have happened to her, or she would have made it to Indonesia. Because quý anh chị em thấy không, đó là cái nỗi đau đớn mà
để mà ba TV26 tuy là ở nhà không còn tiền nữa, vơ vét những cái đồng tiền chót cỡ khoảng 2 lượng vàng để mà cho chị hai của TV26 được ra khỏi hải ngoại để sống một cái cuộc đời hạnh phúc, ra đi như vậy rất là đau lòng, trong khi mình gia đình lại là túng thiếu không còn tiền nữa. Đó là những cái đồng tiền chót của gia đình TV26 mà để cho người con phải rời khỏi gia đình. Có một người cha mẹ nào mà thương con đến mức độ đó? Tại vì biết rằng là mình sống trong cái đất nước của mình, nó đâu khác chi một cái người mình nô lệ. Một người nô lệ mà sống ở trên chính quê hương của mình, không thể tưởng tượng được cái chế độ mà cộng sản nó áp đặt như thế nào. Và đến ngay giờ phút này mà TV nói chuyện, hiện tại nó vẫn như thế. Nó vẫn là việc người Việt Nam vẫn sống cái cuộc đời nô lệ trên chính quê hương của mình. Nó độc ác đến thế. Mà nó giờ này nó vẫn còn chưa chịu thay đổi nữa. Cả thế giới người ta đã thay đổi, nó vẫn chưa chịu thay đổi. Nó chỉ ôm lấy cái ghế quyền lực của nó để mà nó cai trị người dân Việt Nam. Nó vẫn chưa chịu thay đổi. Nó chỉ thay đổi nền kinh tế thị trường để mà người dân khỏi phải bị đói thôi. Nhưng mà nó vẫn bớt nghẹt cái tiếng nói tự do, quyền tự do, quyền con người của người Việt Nam. Bởi vì chúng ta không có lạ gì tại sao mà ở trong nước có một người Việt nhạc sĩ mà họ viết lên những cái bài ca như vậy. Hãy trả lại đây cho dân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nghe, được nói, quyền được xóa bỏ cái chế độ độc tài, độc tôn. When you work for the previous government, you consider against the communists, you should be put in jail, you should be going to re-education camp. But father was trying to hide himself, so he hidden himself. He burned every single thing that he had from the previous government. I remember he burned his uniform. At that cái uniform lính của ba, lính sĩ quan, the khaki uniform, he burned it. He burned all the picture that he was taken with President Hill. He and President Hill, they was kind of classmate. He a year older than dad, I remember that. And so dad often, if dad, you know, sometime he want to go here and there, he come to visit him, and sometime he wrote with the President Hill in the airplane too. So we have those pictures with him too, but he burned them all. He left nothing behind because he afraid that the communists may find out. And then he would be sent into the refugee, the education camp. It's the fall of Saigon. Your friends are calling you and saying, hey, get yourself to Vũng Tàu, which is 60 miles away. I've got your name on the list so that you and your family can get on a boat. But how are you going to flee? How are you going to get out on the streets of Saigon where it's chaos everywhere with 9 of your children? What if you lose one of them in the midst of that chaos? What are you going to do? My dad chose to stay. I remember our cousin lived in Kamau. They came to see us. They say that they were looking for that because they killed somebody with the same last name, middle name, and first name. They thought that person was dead. They captured him, they killed him. So they came up to us and they told us that story. So that was the reason why father tried to destroy everything that he had related to the old government, that nobody know that, you know, he's been working for the previous government before. A few days before that, you see a lot of the soldier, they took off all the clothes. They don't wear any more clothes. All they do is just wear like a short, a t-shirt, and that's about it.
but they stripped all the uniform. And one of the most astounding pictures that you saw, maybe you didn't understand it, but there is this woman in a sea of clothes, in a sea of boots, and military uniform and guns. These are the uniforms of the South Vietnamese Army that they had to just discard because they didn't want to be seen as part of a losing team, because immediately they would either be shot or put in jail. It took almost 30 days from the 17th parallel to Saigon to come and slowly moving in, like it takes over one city at a time. And just think, if you were a Vietnamese soldier and if you knew that your wife and children were fleeing south and cities that you were living in were captured, what are you going to do? Where is your morale to fight anymore? Around the April, you will see so many guns all over the street, I remember. Whatever gun you want, if you're a gun enthusiast, you would love it. They got M16 all over the place, grenade launcher, handgun, you name it, whatever gun that they use in Vietnam. They threw all over the world, but nobody wanted to pick them up because then every people know that once the communists took over, they had to ask people for guns, so nobody, they wouldn't dare want to take guns in their house, so they just left it there. We didn't touch any gun. Dad told us not to go there and pick up any guns, so. Thành ra em tin đó là ngày 30 tháng 4 là khi mà anh tôi thấy những người lính bộ đội trên xe tăng, là lúc đó anh tôi chở chị Liên đi trên lầu, thì anh tôi vẫy tay mừng họ, mừng cái ngày chiến thắng. Mình thì nhớ ngay hòa bình được thì đó là niềm mơ ước của mọi người. Mình nhảy thái mình mừng chứ. Trong vòng có một tháng, đúng thế, những chuyện nó xảy ra rồi. Yeah. Sau ngày 30 tháng 4 là những cái ngày mà kinh hoàng sắp sửa xảy đến. TV mời quý anh chị em nghe tiếp cái clip thứ 6 nha, để mà cho quý em chơi thấy cái sự mà growing up in Vietnam, you don't sit in front of the computer, you're just running around, just feel free, and just stay dirty all the time. But after coming to the over, you don't have money. Yeah. You remember, your money is gone. Mm-hmm. They just give you like a 200. Two hundred piastres, tiền di động, whatever, they survive. That's why a lot of people get suicide, commit suicide, because you can get only 200. Giàu nghèo, you get equal. Everybody equal. That's the regime. Everybody equal, so nobody, you know. Supposed to be above anybody at all, equally. Okay. What if you woke up one day and all of your fortune was gone? That's what happened after the fall of Saigon. There was a new currency. Whatever money you had in the bank, whether it was $1 million or $100, the most you could exchange it for was $200 of the new currency. The Vietnamese government actually did that several times, exchanged the currency several times since 1975, and wiped out everybody's fortune pretty much at those times. And that was why many Vietnamese would invest their money into gold. At least that's a stable currency.
they make money, they buy gold. They hide it in their house, they hide it in their furniture, they hide it in the ground, whatever. Chúng nó kêu nó đến nhà mình. Nó bắt buộc mình phải mua báo. Tờ báo nhân dân và tờ báo giải phóng. Bắt buộc. Là mình thấy khó chịu rồi, mình không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nó kéo 5-7 người đó, nó bắt mình phải mua tờ báo. Rồi nó bắt buộc mỗi người phải cử một người đi họp mỗi ngày. Mỗi gia đình đó, 96 căn nhà ở cư xá phía đường đó, mỗi người phải cử một người đi ra để mà đi họp. Rồi mỗi sáng đó, phải cử một người đi ra quét rác. Quét rác cùng chung với nhau đó, cả mấy chục người quét rác chung. Mà trong khi xưa đó thì mình chỉ có mướn một cái ông lao công là ông thách khe với tiền. Ông thách khe rác được. Mình đâu có phải mà tốn là hàng mấy chục người đi hút rác, đi vớt rác như vậy. They start controlling everyone's life, everyone's life. And by controlling, which means that I remember even listen to the radio station like BBC, which is the station that out of the country, that's the world news organization, and listen to them, and we had to listen to them in secret, that you're not allowed anybody to know that we listen to them, because I don't know, I just remember that neighbor watching neighbor, everyone watching everyone, because they can turn us into the government. And I remember that mom and dad, even they go from here to from where we at to another place, like about an hour or whatever, you have to register. I mean, you no longer have freedom to go wherever you want to go and do whatever you want to do. You come home and from school and you told them the story about, okay, if you are Christian, you pray to see what you will get. If you are Buddhist, you pray to see what you will get. And you know, suppose when you pray, you close your eyes. Mm-hmm. Okay, and you pray, you open your eyes, you see nothing. Mm-hmm. Christian, the same as Buddhist. And right now, and now, pray Hồ Chí Minh. And you close your eyes, you pray Hồ Chí Minh. You have candy in front of you when you open your eyes. And when you told dad about that, and he said, I don't like that at all. No school for your guy. And another thing, anh Mười too. Anh Mười came home. And they say the teacher asked him, what do you eat today? Suppose you say you eat chicken. No, that is a suppose, okay? You say you eat chicken. So that means the teacher get the report from the kid that the house activity at home. Because the kid always tell the truth. What your mom and dad talking about? Dad seeing him. Like, well, they know everything in the family. Suppose I want to say that, you know, I try to fight back or something like that, I will be in trouble. You have people inside your house telling about you, especially it is your kid, and your kid don't even know that they are a spy. Knowing my dad, nghe chị Hai TVN6 kể, quý anh chị em thấy kinh hoàng như thế nào cái đời sống mà sao
ngày 30 tháng 4, họ giáo dục con cái chúng ta đó là những điều láo xạo. Không phải mà cầu nguyện mà Hồ Chí Minh thì được bánh kẹo, còn mà cầu nguyện Phật Chúa thì mở mắt ra thì không thấy cái gì hết. Một cái nền giáo dục như thế mà làm sao mà ba TV 256 mà ở lại cái đất nước được. Thà là chúng ta chết ở trên Biển Đông, chúng ta chết ở biển nó còn mát hơn là chết ở trong cái dưới cái bàn tay của những người cộng sản mà độc ác như vậy. Họ dạy cứ dỗ con cháu chúng ta như vậy, thành ra con cháu của chúng ta trở thành những giống như những cái cỗ máy robot đó để mà phục vụ cho cái chế độ cộng sản. Làm sao mà ba TV 256 chấp nhận được? Thành ra cho nghỉ học hết, không có học cái gì hết á. Học hết rồi nó biết, nó hỏi con cái của mình là nhà mày hôm nay ăn cái gì, thí dụ vậy đó. Rồi nó tố cáo lại nhà giàu nhà nghèo, rồi phải tiêu diệt cái chế độ mà bởi nó cộng sản là vậy đó. Sự thật là nó cộng hết tất cả những tài sản của người giàu để mà nó bỏ túi nó. Sự thật nó cũng chẳng có chia đều cho toàn dân đâu, nó chẳng chia đều đâu, tất cả đều là những người nghèo thôi. Chỉ có những cái thành phần mà giàu có là những thành phần mà bắt tay với cộng sản, hoặc là những thành phần cộng sản. Bởi vì những người cộng sản là những người đó làm giàu trên quê hương của mình bằng cái xương máu mồ hôi nước mắt của đồng bào mình. Và những cái người mà chạy theo cộng sản thì họ được giàu ké, giàu lây, hiểu không? Họ đút lót cho cộng sản để họ làm giàu nên nhanh chóng. Chứ tất cả đa số người dân của mình vẫn đang nghèo, và hiện tại vẫn đang nghèo. Đa số người dân của hiện tại cũng vẫn đang nghèo. Người ta lấy cái chỉ số người ta chứng minh rất là dễ dàng. Người ta nói là GDP per capita của Việt Nam, tổng sản lượng quốc gia của người Việt Nam chia đều ra 100 triệu dân trên mỗi năm thì chỉ được 2.000 mấy đô la thôi. Con số 2.000 mấy đô la mà làm việc trong một năm nó chẳng là cái gì đối với thế giới hết á. Nó là chỉ là một trong quốc gia nghèo nhất thế giới. Và Việt Nam, những người cai trị Việt Nam không thể biện minh được. Cứ nói là Việt Nam phát triển, Việt Nam giàu có, mà mức gọi là tổng sản lượng quốc gia chia cho mỗi người dân chỉ được 2.000 mấy đô la. Nó nghèo, nó giàu cái gì? Nước người ta 60-70.000 đô la giống như Singapore, mình chỉ có 2.000 mấy, mình được giàu cái gì? Mỗi người Việt Nam đang mang một cái gánh nặng 100 mấy chục triệu đô la, ít 100 mấy chục triệu tiền hồ. Người Việt Nam đang là những người nghèo nhất thế giới đấy. The importance that he placed on education. I can't imagine him pulling any of his kids out of school. But he just didn't want them to be brainwashed. Would you? I want you to consider the significance of the teacher asking my brother what the family ate for dinner. Because if the family ate fish and chicken or pork, that meant the family had money. Every family is only allotted so much rice or so much sugar or so much flour in a month. So if you could eat well, and then you had money, and you had money stashed away. Bởi vì người ta sống lên, người ta có thể đủ ăn, ok, người ta đã quý, người ta vẫn còn sống được, người ta còn bộ quý được. Mà cái tự do không có, hoàn toàn em không có nói gì được. Bất cứ em nói cái gì đó là nó gọi là chống nhà nước rồi nó tắt hết. If you were my dad, what would you do in this situation with all these things that were happening? Brand new country, new laws to follow, new rules. And there's this base of fear that you had no idea what the next day would bring. Would they knock on your door that night to take you away from your children?
No, even when I came back, I mean, when I came to America, I had a lot of, I mean, not several times, I had a dream about I was back in Vietnam. And that was, you know, so scary. I mean, like, the Viet Cong was somehow get into my bed and put the gun into my head. And I woke up and I said, no, I'm in America. And I was so happy then, but then praise to God that I wasn't in Vietnam. I remember a lot of time that when we live in the subdivision, and most of the time it happened in the middle of the night. The government come in, the police come in and just knock on people's door. And then during the night, now when you are asleep and when everybody sleep, everybody's door is closed, you knock on the doors. The doors of your neighbor or the one across the street. And you know somebody knocking, somebody, it's, to me it's just a kind of instilled fear in me, you know. What do they do with those people when they knock on their door? What might happen to them? Yeah, I think I was very fearful for them. Mm-hmm. And also maybe fearful for us, I don't know. Maybe they will knock on our door, I don't know. But just that alone, it was kind of scary. Try to get someone, like the father, the father or the son, whoever that is, that used to work for the previous government, and they just took them away for no reason. And they do that all the time. I remember that people are screaming and crying. And so we just constantly live and feel like that under the communist regime. And you know, you need to appreciate what you have. But a lot of time when I speak to them about how bad when we were in Vietnam and how we escaped, but it seemed like they didn't care. They didn't care what we went through. They said, so what? Because they never been through that. And so they don't think, they don't value the freedom they have over here. Dạ, kinh hoàng thiệt đấy chứ. Mấy người em của TV 256 kể lại đó thì cá nhân TV cũng bị những cái giấc mà chim bao đó, nó ảnh hưởng đến mình. Mình thường hay mình ngủ mơ và mình bị Việt Cộng nó bắt đó. Là TV có thể là cũng có phải là khoảng 5 đến 10 lần đó, ngủ mơ thấy mình đang trong ở Việt Nam, đang sống ở Việt Nam, mà mình biểu tình chống cộng sản, mình biểu tình chống cộng sản ở trên đất nước của mình, và mình bị bắt nhiều lần như vậy. Lần nào là cũng là ngủ mơ thấy biểu tình rồi lại là bị bắt, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy sợ, mình giật mình thức dậy thôi, nhưng mà mình hoàn toàn mình không có sợ, thành ra mình vẫn tiếp tục biểu tình hoài thôi, biểu tình hoài trong giấc mơ. Và ở ngay xóm làng của mình, và có những cái giấc mơ là chiến thắng đó chứ, nó cứ hiện về về cái tâm trí của mình, những cái giấc mơ nó cứ hiện về, thấy một cái quá khứ đau thương cho cả một dân tộc bị cai trị. Thành ra mình chiến đấu từ năm 1975 rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Từ năm 1975 là mình đã chiến đấu cho đến bây giờ rồi. Mình nói quốc gia mình không thể là một cộng sản được, giống như Tổng thống Trump nói, quốc gia mình không thể là xã hội chủ nghĩa được. Mình không để đồng bào mình đau khổ như vậy.
Dạ, TV xin cũng xin chấm dứt, mà khi nào mà mỗi ba cuộn thì TV nghĩ rằng sẽ mình cũng làm một cái chương trình như thế này để mà người Việt hay ở ngoại biết được, những người Việt ở trong nước biết được là khi mà họ sanh ra ở những cái thế hệ sau này đó, họ hoàn toàn họ không có học sự đến cái lịch sử về cái chiến tranh Việt Nam. Họ không có bao giờ họ học được cái lịch sử tại sao có cuộc hành trình ở Biển Đông của trên 2 triệu người Việt ở hải ngoại. Họ chưa bao giờ biết cái điều đó. Tại sao có con số lớn kinh hoàng như vậy? Ai cũng yêu thương cái quê hương của mình mà. Mình đâu thể nào mình nói rằng là chỉ có cá nhân mình mới yêu thương quê hương mình đâu. Ai cũng yêu quê hương của mình mà tại sao họ lại bỏ nước ra đi? Đó là cái câu hỏi lớn dành cho tất cả những tuổi trẻ Việt Nam lớn lên sau cái thời mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và TV 256 xin kính chào quý anh chị em. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi chương trình channel của TV 256. Và TV xin chào tạm biệt.